Mọi người, bây giờ là 12:45. Bi mới ra chỗ làm, bây giờ Bi đi về nhà mới có trưa, tại vì chiều này không có bác sĩ với lại cũng không có bệnh nhân luôn nên là đi về. Hôm nay đi về sớm thì chắc là Bi ghé chợ Bi mua một tí xíu đồ. Chưa biết là mua gì, chắc là mua khoai, rồi mua rau, rồi mua gà các thứ. Đó, bây giờ từ đây về tới đó chắc cũng 45 phút hay 1 tiếng gì đó. Tùy theo có kẹt xe hay không. Mỗi lần mà không có bác sĩ hoặc là bác sĩ đi đi vacation này nọ, đi chơi đi du lịch này nọ đó là cái văn phòng nó kiểu ế nhẹ. Nhưng mà tại cũng tùy người, có người ở lại có người thì đi về, tại vì có thì có giờ nghỉ á. Bi thì quá trời giờ nghỉ luôn nên là thôi lấy. Chung thôi là đầy là nó không có cộng vô nữa đó, nó sẽ bị mất nên là ngu gì không lấy. Đó thì hôm nay đi về, bây giờ cũng trời cũng đang mưa. Khi vi trùng theo tay đi vào cơ thể. Khi vi trùng tên này mua tùm lum luôn. Mua một hộp dâu, thịt heo, không phải thịt gà chứ. Thịt gà ướp khác nhau, khoai, bông cải, kiwi, dưa leo, bắp cải,
một thủ kim chi nhỏ này, mật ong gừng, cải, một cái chai để ăn salad. Ở trong đó người ta hay có bán mấy cái đồ ăn sẵn á, đi mua cái này ăn thử. Một bịch bắp, một hộp spam, với lại một lon nước trà oolong vị đào không biết ngon, với lại một hộp gochujang gì đó thôi, và với lại một hộp trà oolong. Bây giờ sẽ bỏ cái đống này vô tủ lạnh rồi mình sẽ thử cái này và lại uống cái này. Hấp dẫn quá, thử một miếng gọi. Thôi tính đồ nóng rồi đi thôi. Mời mời mọi người. Giờ mình thử cái nước này coi nó làm sao. Mới mắt ngứa. Giống như trà đào nhưng mà nó không ngọt, nó lạc lạc. Bị tưởng bỏ trong lon thì kiểu nó có ga. Nhưng mà nhìn lại, ủa cái này trà mà sao có ga được. Hello mọi người. Bây giờ thì Bi sẽ nấu miếng ăn miếng gà. Nóng vãi. Mười giờ đêm có bố bảo. Mm-hmm.